kính chào tất cả quý bà con đồng đạo mình ha. Hôm nay nhân dịp em đi đi rằm ở An Hòa Tự, gặp mấy sư huynh đệ đang cắm bông chuẩn bị cho lễ 18 tháng 5 khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ha. Nhân dịp em cũng quay lại cho quý bà con cùng đồng đạo mình xem ha. Lâu quá gặp lại đọc giảng hay quá. Cho hỏi em sư huynh ở đâu mà hôm nay mình đi cắm bông chuẩn bị cho lễ 18 tháng 5. Ở Vĩnh Long sư huynh. Vậy hả? Ở gần đây. Dạ gặp sư huynh hay quen. Quen cũng gặp ông quen quá. Vậy hả? Không ở đâu. Có gặp rồi đó anh em, gặp rồi đó. Để ngồi đi nói chuyện. Cắm cho đẹp đi. Dạ ngồi, tôi xin cắm tiếp với được không? Hả? Tôi xin cắm tiếp gì? Được, cắm được. Cắm thì cắm. Chào tất cả mấy hiền đệ hết ha. Hút nhiều chứ đâu. Tàn ta nhớ lâu rồi. Đây nè. Ta nhớ mà không nhớ lại là mấy là khó nha. Là khổ nè. Thôi đi quen chút đi. Chào hiền đệ đi ha. Hôm nay mình ở đâu tới đây để mà cắm hoa cho lễ gì hiền đệ? Là cái mấy cái gì ở chùa cắm. Tại vì ở chỗ chị Hân. Vậy hả? Cô Hay Hân. Hiền đệ là ai kìa? Hiền đệ là anh nhà. Ở đâu? Ở Phú Thọ. Vậy hả? Chị thay mặt quý bà con cùng đồng đạo kính chúc hiền đệ cùng gia đình sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc làm ăn phát triển nha, để có được những cống hiến tốt đời đẹp đạo ha. Quen không? Quá đẹp. Đẹp quá. Chào hiền đệ nha. Dạ, sư huynh. Ở đâu tới đây cắm hoa vậy hiền đệ? Ở đâu? Tên gì? Quốc Cường. Dạ. Cắm hoa đẹp quá. Kính chúc gia đình cùng hiền đệ sức khỏe, hạnh phúc nha. Chào hiền đệ nha. Ở đâu tới đây cắm hoa cho lễ 18 tháng 5 gì hiền đệ? Em ở trên Phú Thọ đó anh. Em tên gì? Em tên Thọ. Chúc sức khỏe nha. Dạ mới hôm nay là bữa rằm thôi mà mấy đồng đạo tới cắm hoa chuẩn bị cho ngày lễ
18 tháng 5 là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Mỗi lãng hoa một kiểu. Cái nào cũng còn mấy đội cũng qua cho con. Con cùng đồng đạo mình sức khỏe và hạnh phúc, làm ăn được phát triển để chúng ta có được những cống hiến tốt đầy đẹp đạo hơn nha. Kính chào.